Ôi dồi ôi, không ai kịp đỡ. Rất tiếc, đường này, đường này, đường này. Không. À không. Đúng rồi, không. Không đi thôi, mẹ không cần. Lên, phải quá. Đứng đây nào. Ờ, nhỏ đây nào. Cô xuống. Cô xuống nào. Rồi. Yeah. Rồi, giỏi quá. Tiếp tục. Tiếp tục một đêm nữa. Đây, mời bạn xoài. Bạn xoài lên đi, xong rồi cho bạn. À, bạn xuống đi. Bạn xuống đi, đúng rồi, rồi. Lên đi. Rồi, bạn lên đi. Con thử cái tay con đi, con thử hai cái tay vào nhau đi. Thử hai cái tay vào nhau này này. À, mẹ ơi đau quá, bạn cục. Bạn cục người kia rồi. Em đi đường này. Oh, anh kia trèo giỏi hơn kìa. Đấy, anh kia anh vừa trèo rất giỏi. Xoài ơi, rồi, ui giỏi quá, bạn xoài giỏi quá. Xoài quá giỏi luôn. Xoài quá giỏi luôn. Rồi, đi đâu đây? Rồi. Bên này dắt đây. Này. Đi con sang bên này. Sang bên này cũng nội quy khu vui chơi dành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi. Điều 1, khu vui chơi này chỉ dành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi. Điều 2, phụ huynh phải có trách nhiệm theo dõi giám sát khi đưa con em mình vào trong khuôn viên sân chơi. Điều 3, không được hút thuốc lá, không mang chất cháy nổ, vật liệu dễ cháy nổ vào khuôn viên sân chơi. Điều 4, không đùa giỡn tranh cãi tranh giành trong khuôn viên sân chơi. Điều 5, không mang vật nhọn hung khí vật gây sát thương vào khuôn viên công viên sân chơi. Điều 6, không được thực hiện các hành vi gây hư hỏng hoặc làm mất các thiết bị trò chơi. Điều 7, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. Điều 8, vui lòng báo ngay cho ban quản lý công viên khi phát hiện sự cố về thiết bị trò chơi. Điều 9, không dẫm đạp lên cỏ, không mang cát ra khỏi khuôn viên sân chơi. Điều 10, thời gian chơi từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 3 giờ chiều thì đến 9 giờ tối. Ban quản lý công viên gia đình các bạn là không được dẫm lên cỏ nhé. Wow, ôi anh này trèo giỏi quá ha. Đây, anh này trèo giỏi quá. Wow, giỏi quá. Wow. Con mấy tuổi rồi? 9 tuổi, lớp mấy? Học lớp mấy? Ồ, giỏi quá ha. Trèo giỏi quá. Đâu? Bạn xoài đứng được không? Không đứng được đâu. Cho đứng thử đi, sao có đứng được. Nón của chị à? Không phải. Nón của ai ta? Cho xoài đứng thử cái chứ. Ngồi thì được. Con bán
bán một, con bán mấy cái dây này, hai cái dây. Trèo lên đây nữa không? Đấy. Trèo lên đây nữa không? Wow, hai bạn kia là đứng đánh đàn, anh đánh đàn, em hát câu chuyện của ngày xưa. Đàn guitar. Wow, các anh chị phải đi đâu đấy, qua coi các anh chị trèo không? Đi cho này, các anh chị trèo. Wow, các anh chị trèo giỏi chưa? Các anh chị này trèo giỏi chưa này, xoay này. Đấy, các anh chị trèo rất giỏi. Wow. Con trèo sang đi. Đấy, các anh chị này trèo rất giỏi. Đây, đứng đây này. Con không đứng được. Không đứng được à? Thế bây giờ ta đi. Đi. Đấy. Các anh chị này neo giỏi quá. Ơi. Rồi. Đi. Ra công viên nước nghe. Cái kia kìa, có cái đu kia kìa. À kia kìa. Cái đĩa. Lên, 1, 2, 3 này. Con ngồi cái này này. Đây này, con ngồi đi tiếp. Đi con. Ơi, ra các anh các chị kìa. Đây con gái ơi. Thank you.
Cho cho đây, xả đây, xả đây. Cho em xuống đi. Ở đây cho xuống đi, xả đây. Quay nhưng mà thấy chị xuống cái nè. Xả đây. Đấy. À, đi 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 ra về nước này xoài này. Ra ngoài nước này xoài. Wow, đã chưa? Wow. Chưa. Bạn xoài có 8 bạn xoài. Nhiên liệu rồi. Hết nước các bạn ơi, thấy đâu. Hết nước chưa? Không chịu thua đâu. Cho bố miếng cái. Hết nước rồi. Đó. Đâu cho bố miếng. Úi dồi. Rồi uống cái này còn hấp. Hết mất rồi. Còn nó xíu con uống nốt đi.
thuốc mê cho nó uống được bầu luôn hả? Đúng. Đi con. Đi. Đi. Chạy ra ngoài chơi cái này con. Đi này con. Đi. Okay. Cái này con này. Cái gì? Nắm tay con đó. Nắm tay con đi đâu? Wow, mấy anh này chơi cát đã chưa? Mấy này chơi cát đã chưa? Wow, mấy anh con trai này chơi cát giỏi chưa? Cao này mấy anh con trai như người trời, mấy anh này chơi giỏi. Wow, anh này xúc cát giỏi chưa? Anh này đã chưa? Xoài chơi cái gì xoài? À, chơi nghịch cát mấy chị à? Tôi bảo chị ơi cho em chơi với đi, có biết nói không? Chị không cho chơi à? Chị bảo em đi chỗ khác rồi chị chơi. Em mình thích chơi với chị. Chị không cho con chơi cùng ạ. Chị cho chơi cái khác ha. Đây này, ra ngoài này này. Đây. Đi đâu nữa? Ừ. Con chạy đi đâu? Con thích chỗ nào? Con chạy đi. Nào, con chơi chỗ đấy nè. Con đi đâu? Con chơi chỗ đấy nè. Xoài đi đâu nè? Đi bò. Đi bò. Đấy, hai chị này nó bằng tuổi nhau nó mới chơi với nhau. Nhỏ nó chưa quen nó không cho chơi. Đấy, hai chị chơi giỏi giờ tới chưa đứng coi đi. Đấy. Em đi ra chỗ khác đi cho chị chơi. Ừ, ừ. Có hát em đi ra. Lên 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 nhá mà. Hai con chưa đến. À đợi hả? À. Con đã là chứ giờ làm chưa đó. Rồi. Con mấy tuổi rồi? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi hả? Học lớp gì rồi? Tối con hay lập lớp lá. À. Trường con nghỉ. À. Vậy là chị này giỏi này, chị này biết lớp lá này, chị này quên không biết học lớp gì này. Ừ. Được nghỉ hè chưa? À, được rồi ạ. Con học trường mới á. À, trường mới à? Đúng rồi, con học trường mới. Con lên lớp mới là con học trường mới đúng không? Thế con có thể cho em chơi chung được một tí không? Được. À, đấy. Rồi, chị cho em chơi rồi, đấy. Em chơi đi. Con xúc cát cho chị đi, con xúc cát cho chị đưa cho chị để chị đổ vào trong cái ống á. Con lại múc phần nhỏ rồi. À vậy à, đấy. Em múc xúc cho chị để chị xúc vô đấy.
Rồi, cảm ơn. Rồi, cái này hơi to như này không đỡ gì. À, thế hả? Bây giờ mẹ dạy xoài này. Con cầm đúng rồi, con cầm cái này, con cào cát cho chị này. Con cào cái này, con này để cho chị xúc này ấy. Con cào vô. Đúng rồi, con cầm như này. Con cầm như này, rồi, con cào vô, đúng rồi. Em cào anh này thì mê ô tô ha. Trai là mê ô tô. Đúng rồi. Đây con xúc vào cái thau to kìa đấy. Xúc vào cái đó đấy. Rồi xúc cát đi, xúc cát cho chị đi. Ui trời. Con chơi ngu quá vậy. Cậu chị nó gồm lắm, kẹp cả đang khổ vậy nè. Cậu chị nó bỏ cát lên ngu không? 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 Đi, bye bye các chị đi. Cho chị. Cái đấy lại cho chị. Bye bye chị đi. Bye bye chị. Đi chơi cho khác đấy.